Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, khi mà ở Việt Nam, xử vụ án chuyến bay giải cứu và đã xử xong, thì chúng ta thấy ở hải ngoại, họ có nhiều bình luận. Trong những bình luận đó, đa phần nói rằng gốc của vấn đề tham nhũng, hối lộ đó chính là đơn đảng. Và vì đơn đảng như thế thì tạo những sự ô nhục, hút máu dân lành thì chúng ta phải lật đổ. Đó là những người ở hải ngoại, họ rêu rao như thế. Tôi đã có nhiều chương trình phân tích những ưu và khuyết điểm của đơn đảng lẫn đa đảng. Đơn đảng có những khuyết điểm đó là không có tất cả các ý kiến từ phía của quần chúng và những người không ở trong đảng đó. Nhưng nếu biết khéo léo sử dụng thì vẫn vận dụng và lấy những ý kiến tinh hoa của quần chúng và của đất nước được. Còn bên phía đa đảng nói là lấy ý kiến của quần chúng, của mọi người. Nhưng nhiều khi, thưa quý khán giả, chỉ khéo léo thôi, thì che giấu những ý kiến tinh hoa mà chỉ làm theo ý riêng của họ. Đơn đảng thì về khuyết điểm, chúng ta thấy là có thể thôi nha, là có những gì đó họ qua mặt để thối nát, tham nhũng, hối lộ. Nhưng mà nếu có cơ chế để điều trị nó thì vẫn dứt điểm được những tiêu cực. Còn đa đảng vì có những con mắt giám sát nên vấn đề đó có thể là khó qua mặt được các đảng phái khác. Tuy vậy, đảng cầm quyền vẫn có những chiêu trò để mà qua mặt được các đảng phái khác. Chút nữa tôi sẽ nói về câu chuyện đang xảy ra ở tại một nước đa đảng mà nhiều người chống cộng cực đoan suy tôn ông này như là một Winston Churchill, đó là Tổng thống Zelensky. Chút nữa tôi sẽ nói vấn đề đó. Đơn đảng, khuyết điểm như tôi nói hồi nãy rồi, nhưng lại có ưu điểm là có sự đồng thuận nhanh chóng như là một chiếc cano nhỏ gọn, mục tiêu là dễ dàng đi nhanh. Nên chúng ta thấy như là ở tại Trung Quốc, chỉ cần một thời gian ngắn thôi, từ sau khi mà biến cố Thiên An Môn năm 1989 đến nay mới có 30 mấy năm, họ tiến triển ào 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 qua mặt rất nhiều quốc gia, và bây giờ đã làm cho nước Mỹ run sợ. Chỉ có hơn 3 thập niên thôi mà nước Mỹ mạnh vẫn phải là e ngại một Trung Quốc lớn mạnh nhanh như thế. Nên đó là ưu điểm của đơn đảng. Ưu điểm của đơn đảng là phát triển nhanh chóng. Còn đa đảng thì nhiều ý kiến lắm thầy thối ma, như là một chiếc tugboat, chiếc tàu kéo á, nó cứ chạy chậm 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 mà chắc, mà nó đi rất là chậm. Nước Mỹ đa đảng như này nè, mấy năm nay đi rất là chậm so với Trung Quốc. Nên tùy theo tình hình bối cảnh của mỗi một quốc gia, chọn đơn đảng hay đa đảng là do quốc dân ở nơi đó. Đơn đảng thì có sự thuần nhất nhanh chóng, tránh đi sự xáo trộn, tránh đi những sự đâm chọt của nhiều thế lực đằng sau của những cường quốc, thì mới giữ ổn định được chính trị. Không thì sẽ bị xé nát. Các cường quốc âm mưu vì quyền lợi của những cường quốc đó, mà chúng ta thì thấy rằng là mỗi một cường quốc đều có những chính sách, những mục tiêu riêng của họ, thì họ sẽ sử dụng đa đảng ở một quốc gia nào đó như là một thế trận để rồi xé nát đất nước đó, như chúng ta đã chứng kiến ở tại Syria
đất nước tan nát như tương, như chúng ta thấy ở tại Libya, vân vân. Nên đơn đảng tùy theo bối cảnh địa thế của mỗi một quốc gia. Việt Nam là giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, sát cạnh một anh khổng lồ Trung Quốc, là đối tác của nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu chọn đa đảng thì Việt Nam là môi trường cho những cường quốc như Mỹ, như Liên Âu, như gì đó, để mà tìm cách gọi là mua chuộc một đảng, đòi gọi là xung kích trở thành một mũi dùi chống phá Trung Quốc, thì Việt Nam trở thành một cái mớ bòng bong nát như tường, thì sẽ giống như cảnh của Syria. Nên ở địa thế Việt Nam bắt buộc phải đơn đảng bây giờ, không là làm trò cười cho thiên hạ, và thiên hạ trong đó có nước Mỹ. Nước Mỹ không có tốt lành gì đâu. Nước Mỹ đều có những âm mưu xúi dục để rồi bán vũ khí hoặc là làm những cái gì đó. Nên Việt Nam trong bối cảnh này phải chọn đơn đảng. Mà đơn đảng, đảng nào có công trạng nhất cho Việt Nam thì tôi đã nói rồi, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có công trạng. Công trạng nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là đúng nhất. Chứ không phải giống như mấy ông mấy bà Việt Nam Cộng hòa, miệng thì nói cho đã. Nhưng là hồi xưa thôi, Việt Nam Cộng hòa đó, Đảng Đại Việt thì đấu đá trong với nhau, một đảng chia ra làm ba nhánh. Ba nhánh đó đấu với nhau, cũng đấu riêng với Việt Nam Cộng sản Đảng. Muốn tới Quảng Nam, nơi gọi là nôi của Việt Nam Quốc dân Đảng, thì Đảng Đại Việt không làm gì được hết. Chỉ có từng thế thôi, Đại Việt với Việt Nam Quốc dân Đảng đã đấu đá nhau, chia rồi xé mành đủ thứ hết. Tôi thấy tôi tởm. Bây giờ trở lại cái điều thứ hai mà tôi nói về vấn đề tham nhũng. Hồi tôi còn làm chủ tịch cộng đồng và gì đó, tôi đã từng tiếp xúc với mấy ông tướng hồi xưa, từ ông Nguyễn Chánh Thi rồi gì tôi nói chuyện hết rồi. Mấy ông không hiểu gì về vấn đề chính trị của Mỹ. Thực sự mấy ông lên làm tướng mà thôi, chứ chả có một cái quá trình suy tư về vấn đề chính trị. Tôi thú nhận như thế. Hồi đó tôi còn nói mấy ông á, nếu mà làm tướng như thế tôi không hiểu luôn rồi mà. Tướng như mấy ông là mất nước là phải. Đầu của các ông cứ nghĩ rằng là Mỹ ngây thơ lắm. Tôi nói Mỹ làm gì mà ngây thơ. Mỹ là mưu trò lắm kế. Còn các ông là tham nhũng nữa, là tại vì chính mấy ông, một trong những lý do mà họ nói là họ phải bỏ mấy ông á, là tại vì mấy ông tham nhũng. Thì có một ông tướng cũng là tên tướng Thi, đó là Trung tướng. Ông Trung tướng Thi ông nói với tôi là, cho anh Hùng biết không, tham nhũng hối lộ thì đâu cũng có, Việt Nam Cộng Hòa cũng có thôi, họ lấy lý do thôi chứ có gì đâu. Tôi nói ừ, đúng rồi. Tham nhũng hối lộ ở đâu cũng có, tôi không đồng ý tham nhũng hối lộ, nhưng mà phải hiểu được vấn đề. Chứ đừng có nói lý do đó rồi các ông bây giờ đó lại còn tấn công nhà nước Việt Nam là tham nhũng hối lộ, thì các ông hãy nghĩ lại đi. Hãy nghĩ lại đi. Sợ các ông còn tham nhũng hối lộ hơn người ta. Trong mắt các ông á, là cả một cái già, mà cứ nhìn thấy trong con người của người ta một cái kim sợi chỉ thôi, mấy ông la làng lên. Mình phải khách quan, mình đánh giá thực tế nó như thế nào. Mỹ lấy lý do các ông tham nhũng thì đúng, nhưng mà trong thực chất các ông cũng tham nhũng hối lộ. Thì khi mình có như thế, mình đừng có quy chụp người ta. Thì ông Thi nói với tôi là, nhưng mà trong đấu tranh thì mình cứ bới cái gì đó, cái khuyết điểm của người ta ra để mình nói. Ừ, trong đấu tranh, mấy ông đấu tranh đó là đấu tranh cho quyền lợi cá nhân, chứ không đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên hết. Thì các ông chỉ bới như thế thôi. Nơi đây một lần nữa, thưa quý khán giả, tôi không đồng ý với bất kỳ một hình thức tiêu cực tham nhũng hối lộ nào. Nhưng chúng ta sống trong một thế giới tương đối, gọi là thế gian mà, thì chúng ta phải biết hài hòa, cân nhắc để trong các cái xấu á, thì chọn cái xấu ít nhất mà chọn. Phải cân nhắc rất là nhiều mặt tổng hợp lại mới được.
Mới đây, thưa quý khán thính giả, ở bên nước Ukraine, Tổng thống Zelensky ra lệnh cho ông Tổng tham mưu trưởng sa thải hết tất cả các trung tâm trưởng nhận tân binh. Nói rằng những trung tâm trưởng đó nhận hối lộ đủ thứ hết. Và đây là báo chí của Mỹ nói rằng là y như thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, không khác gì hết. Quân đội của Ukraine bây giờ giống như thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, tham nhũng hối lộ thối nát vô cùng. Các vũ khí mà nước Mỹ viện trợ cho họ thì nó đi ra ngoài chợ trời bán cho đối thủ, cũng giống y như thời xưa Việt Nam Cộng Hòa. Vì đó thì chúng ta thấy bên phía cách mạng có đầy đủ là từ bên phía của những vị tướng, vị tá tuồn ra ngoài bán. Cho nên họ nói là chứ mình tưởng mình giúp họ, cuối cùng là đi vô tay đối thủ hết. Nha. Đó là chuyện có thiệt. Chuyện này đang xảy ra. Tổng thống Zelensky yêu cầu Tổng tham mưu trưởng thay thế hết tất cả, phải tìm những người lãnh đạo mới cho các trung tâm nhận tân binh. Rồi ông Zelensky cũng nói rồi cho trời ơi là trời, những người đáng lẽ phải hy sinh cho tổ quốc bây giờ thì họ trốn lính. Họ có biết rằng chúng ta đang cần có những người có bằng tay để đấu tranh cho đất nước này hay không? Nhưng bây giờ chỉ cần tốn mấy ngàn gì đó là xin trốn lính, không dám ra chiến trận. Không dám ra chiến trận thì tức là họ không tin vào những sách lược của ông. Họ đâu muốn là hy sinh một cách vô lý như thế. Các bậc phụ huynh đâu có chịu như vậy. Thế rồi thưa quý khán giả, trong tuần qua thôi, theo báo Guardian là ông sa thải mấy bộ trưởng lận. Và báo Guardian còn cáo buộc là chung quanh ông rất là nhiều vị bộ trưởng gì đó là tham nhũng, hối lộ. Đó, quốc gia đa đảng như Ukraine đó, đa đảng đó, có hối lộ hay không? Có, tình trạng y như Việt Nam Cộng Hòa, thối nát kinh khủng. Thế tại sao mấy ông, mấy bà không giống Mỹ to lên, la làng lên? Đó là Ukraine cần phải sụp đổ ngay. Tại sao vậy? Tại vì trong đầu óc của các ông, các bà là thiên kiến, não cùn tâm hẹp. Chỉ nghĩ rằng là ôi Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa tôi có hào quang, cho nên tôi muốn trở lại Việt Nam Cộng Hòa. Để rồi sao tôi có một cái gì đó tôi còn tự hào. Đó là ăn mày quá khứ, ăn mày dĩ vãng, ăn mày cái tôi của mình. Như tôi nói có một thời ông Đỗ Xuân Sơn nói rằng là chứ ôi sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa cuối tuần dẫn gái đi uống cà phê đi chơi. Chứ có vậy thôi. Chả có lý tưởng đất nước gì hết, chẳng hiểu đất nước đang ở trong gọi là chuông treo sợi chỉ, phải đối đầu với rất là nhiều sự kiện, đối đầu với các âm mưu của các cường quốc. Phải thuần nhất trong tư duy để mà đối đầu. Vì chúng ta là một tiểu quốc chứ không phải là một đại cường quốc. Nên các ông các bà bây giờ đó chỉ chống nhà nước này là chỉ vì sao? Chả nói gì vấn đề tham nhũng hối lộ hết đó. Cũng chẳng vì nhân quyền cái quái gì hết đó. Nhân quyền đó là chỉ chiêu trò thôi. Như nước Pháp nói là nhân quyền với người dân Trung Phi á, trói buộc 11 điều rất là tàn nhẫn. Sao các ông các bà không lên tiếng đi? Chẳng có vì nhân quyền gì hết, chẳng có vì tham nhũng hối lộ gì hết, mà chỉ là vì cái gọi là cái tôi. Cái tôi, cái tôi, cái ego của các ông các bà nó to lớn quá, nó lấn đi hết. Cho nên chỉ còn có gọi là tham sân si, buồn vô cùng, không biết đất nước là gì, không biết sự tự tôn của dân tộc cần phải vươn mình dậy giữa biết bao nhiêu thâm độc của các cường quốc, của các thế lực. Các ông các bà nói ủa hồi xưa ông Hoàng Duy Hùng chống, đúng hồi xưa tôi chống, tôi chưa nghĩ thấu đáo và tôi lúc đó lớn lên trong cái môi trường đó. Nhưng dần già rồi tôi hiểu hết được rồi. Tôi là con người passionate, dám chơi, dám chịu. Tôi quyết tâm, tôi nói là vì sao đây là tiếng nói cuối đời của tôi, đóng góp được gì cho đất nước. Tôi nói trong có lửa chứ không phải là tôi nói do cái gì gọi là do ai xúi dục hết đó. Quý khán giả biết khi mình nói chuyện mà không có tin vào chuyện đó, không có conviction đó, thì không có nói được charisma. Không nói có lửa được. Tại sao tôi nói có lửa được là tại vì tôi tin điều tôi nói.
Tôi tin rằng đất nước Việt Nam này phải có đơn đảng mà thôi trong cái bối cảnh này, để tránh đi những mưu đồ thâm độc của nhiều cường quốc, mà thâm độc nhất vẫn là nước Mỹ. Tôi nhìn ra rồi. Tôi nhìn ra từ khi tôi còn làm học sinh của học trường luật cơ mà. Các cường quốc, nhất là những đế quốc xưa đó, đều có những mưu đồ thâm độc, như đế quốc Pháp khi mở ngoặc đóng ngoặc trao trả độc lập cho các nước Trung Phi, gài 11 điều rất là thâm độc như thế. Chẳng có nhân quyền, chẳng có ai mà lo cho người dân Trung Phi hết đó. Cho nên đừng có xạo. Rồi bây giờ đó là đa đảng mà kiểu giống như là ở Syria hay ở Libya đó, thì đất nước tan nát. Libya thì hai chính phủ, mười mấy đảng phái đánh nhau hàng ngày, người dân không có cơm mà ăn, không có thức uống, không có các nhu cầu như điện. Các ông các bà ở ngoài thì chỉ có một chĩa mồm về nói tùm lum hết. Còn tham nhũng á, vụ án chuyến bay giải cứu tổng cộng con số chưa tới hơn 10 triệu đô la, giỏi lắm là cho 20 triệu đi. So với những cái gì của bên Mỹ đó hả, tiêu cực cho vụ mà chống Covid-19, nguyên năm 2022 thôi á, thì ông tổng thanh tra của nước Mỹ là ông Michael Horowitz, ông nói rằng là cho tiêu cực hơn 400 mấy chục tỷ. Thì cứ 20 triệu đi, mà so tới 400 mấy chục tỷ thì chứ như nước bỏ bể. Sao các ông các bà không lên tiếng? Hay tại các ông các bà cũng nhúng tay vào chạm ở bên đó? Vừa thôi. Rồi bây giờ Ukraine đó, bây giờ người ta ví Ukraine là giống y như thời kỳ của các ông các bà Việt Nam Cộng Hòa đó. Thối nát tham nhũng, các ông các bà miệng thì im hết. Tục vô cùng. Nên đây là những suy tư của tôi xin gửi đến các ông các bà chống cộng cực đoan. Đừng có chĩa mồm về mà ăn nói bậy bạ. Tôi chấp tất cả các ông các bà dám đối luận với tôi công khai về vấn đề này. Tôi đã từng nói rất là nhiều lần rồi, bây giờ tôi cũng đã nhắc lại một lần nữa đó. Ông bà nào giỏi cử ra đi, đảng phái nào giỏi cử ra đi đối luận với tôi công khai về chuyện này, về chuyện về đất nước này nè. Xem thử rằng là các ông các bà có chính nghĩa hay bên này mới có chính nghĩa. Ngọn đuốc chính nghĩa người cầm trong tay là ai thì đủ biết. Nói một lần nữa, tôi nói rất rõ, tôi không chấp nhận những tiêu cực. Nhưng mà so sánh những tiêu cực này tiêu cực nọ thì theo chủ nghĩa thực dụng, trong những cái xấu thì chúng ta chọn cái xấu nhất, cái xấu ít nhất. Trong những cái xấu đó thì chúng ta chọn cái xấu ít nhất. Còn cái xấu của các ông các bà đó thì nó to đùng như là cái đà trong con mắt á, thì các ông các bà lại đi chỉ trích những cái kim, những sợi gì đó, sợi tóc ở trong mắt người khác. Thật là buồn cười. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.